mẹ mình ở Việt Nam bệnh người ta còn gửi tiền người ta cho nó kìa. Mình không biết mang ơn người ta, mình lên trên đó mình đong ống cái miệng mình chửi người ta. Nói cho mà nghe nè, còn có giỏi, bây giờ có giỏi, có bản lĩnh, có nhiều tiền quá, ngon lành quá, thì bây giờ á lo thay mặt anh mình á, còn không kêu anh mình trường cái mặt ra gặp cô trên này, không cần gặp luôn, gọi cô trên này nói chuyện. Bây giờ nói chuyện giải quyết tiền bạc với cô trên này sao, giải quyết trả cho người ta cho rồi. Tại vì mình là người thiếu tiền người ta, đúng ra người ta cho mình người ta không đòi đó, nhưng mà tại mình sống không có đúng nên người ta mới đòi chứ, muốn những cái tiền đó đối với người ta không có là cái gì đâu. Cô trên này cho ai chưa bao giờ cổ lấy lại, cổ cho tôi nè chưa bao giờ cổ lấy lại, cũng chưa bao giờ cổ hỏi ở cái tiền đó làm sao con có phải trả cho cô, chưa bao giờ. Tại tôi sống mà không có sai nên không bao giờ cổ đòi lại. Còn như anh đi, anh cho người ta uống bạc Hà Núi, và khi người ta gặp chuyện không hỏi thăm người ta một tiếng, còn chửi người ta hả là hả ngu này kia. Đối với người ta là một người lớn, mình là một người em, mình chửi người ta ngu, người ta bức xúc không? Đúng rồi. Nè, 13 năm trước thằng ở đâu vậy? Thằng còn ở Việt Nam, có con ở bên Việt Nam á thằng ơi. Làm ơn làm phước, em còn nhỏ quá. Ha, 13 năm trước em còn làm gì, em làm nghề gì thì tự tự em biết đó đúng không? Làm nghề massage. Mà em nói em ngon á, em nói em ngon nó nổi. Mà em nói em ngon sao? Mà hả, con là bây giờ cô hay hỏi nè, ông là cô hay hỏi nè, ông đo nó ông làm có vợ đúng không? Tại sao em ngon đến nỗi á mà em làm sao mà phá gia can là của người ta để cho là cái vợ của anh đo nó phải uống thuốc tự tử? Nè em nghĩ coi, em thấy em thất đức chưa? Người ta có vợ đó, Uống thuốc tự tử các bạn, em để cho giải vợ cứu của người của ta anh đo uống thuốc tự tử. Em nghĩ em coi, em sống làm sao em yên được? Em ở Việt Nam làm có con ngay mà, sao em lôi con em đi qua mình Mỹ đi hả? Em nói nó có được đâu, tại vì nó trên 18 tuổi rồi đúng không? Chị nói cho em nghe, 13 năm trước em ở đâu? Hả? 13 năm trước em ở đâu? 13 năm trước trên này ở đây. 13 năm trước ở đây cho Ly làm nghề xúc bình xăng. Nói nghe. Tức là thằng Cali qua bên Mỹ này chắc khoảng 13 năm về trước các bạn à, nghe chị trên đi nói vậy đó. Thì con riêng của thằng Cali đem qua đây đâu được đó, tại có con rồi, rồi qua bên đây là đi với theo chồng. Rồi nghe nói là cái người hát sang lời đó làm xúc bình xăng, tức là bình xăng con các bạn. Xúc xăng con. Những anh Việt kiều về Việt Nam chơi đó nói rằng mình có chia sẻ một cái video trước đó à, có một số anh Việt kiều à, lớn tuổi à, cứ nói rằng là tôi già rồi tôi về Việt Nam làm ba chuyện đó làm gì. Là nói mình anh làm không được thì người ta sẽ làm, tại vì đó là cái nghề của người ta làm, miễn sao làm cho có ra người ta mới có tiền, nó gọi là xúc bình xăng con. Cô Trang Lê hỏi, cô Trang Lê hỏi xúc bình xăng là nghề gì vậy Kim Cương? Thì là nghề xúc bình xăng đó, đó cô Trang Lê, nghề mà xúc bình xăng ở dưới gầm cầu Bùi Chữ Y á, xuống dưới gầm cầu Chữ Y xúc bình xăng ở dưới đó, tối hay xúc bình xăng á, nghề mà lúc mà 11, 12 giờ đêm là giờ của xúc bình xăng đó. Có con gái Úc của chị á, mà coi như là fiancé của nó về là bên đây hỏi đi, rồi nó bây giờ bình xăng ở dưới gầm cầu Bùi Chữ Y. Xuất bình xăng con các bạn, đó là một cái video chị Lê có đã có chia sẻ cách đây cũng khoảng gần năm các bạn, ở cái gì như là tháng tháng tư năm ngoái đó à, mấy anh vô gia cư mấy anh Việt kiều á à, về Việt Nam sống á, đi xuất bình xăng con. Đi á, xuống dưới gặp rồi chứ đi xúc bình xăng ở dưới đó, tối hay xúc bình xăng á, nghe mà lúc mà 11, 12 giờ đêm là giờ của xúc bình xăng đó. Thấy không? Đó rồi, hả rồi. Đấy, em không biết gì về chị nên em khinh thường chị phải không? Em lầm rồi đó cưng. Nói em nghe, em lầm rồi đó cưng. Ở bên Mỹ này có luật. Không phải muốn vu khống hay là vu khống hay chưa? Nói cho nghe, em dù sao đây nó cũng nhận tiền của Phi Vũ, thì nhận tiền Phi Vũ thì phải trả tiền lại. Phi Vũ đang thiếu tiền cho support. Đúng rồi, trả tiền cho người ta đi, trả tiền là giải quyết vấn đề. Trả tiền. Trời ơi, miễn sao vậy? Từ nhà chạy đi lên. Họ nói rằng là họ underestimate chị Jenny, là khinh coi thường họ, chị Jenny không có khả năng làm chuyện pháp lý tại Hoa Kỳ các bạn, mà như là chị Jenny sẽ làm đó. Nếu mà cái vụ này mà không xong á, là Phi Vũ mà không có đi với lại, không nói chuyện với lại chị Jenny á, là
chị Jenny sẽ ra thư kiện về pháp lý tại Hoa Kỳ luôn đó. Đừng giỡn chơi đâu, chị Jenny có tiền các bạn. Anh chị Jenny có tiền đó, là bầu xô nha các bạn. Đó. Cô hai coi là cô hai coi xong rồi, nếu mà hàng không làm cô hai sẽ khiếu nại lên 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 cái tòa. Ok, nói cho mọi người nghe luôn, Phi Vũ thiếu cái gì để cho cô hai đi 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 uống là bạc hà uống như thế nào. Nếu Phi Vũ không bước ra đi rồi sẽ rồi 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 sẽ là cái cảnh nha. Ok, người ta chuyển nó đi tù bây giờ nè, tù cho mỏ chữ là có ngày giờ nghe chưa, mà trong đây có bàn tay của hàng dính vô trong đây nghe chưa. Chửi chị ha, cho chị uống đi vô bệnh viện rồi em không bước ra đi. Mấy cái về video của em bao nhiêu? Bước ra em thiếu tiền trai support nghe chưa? Bước ra đi. Thưa các bạn, đây là cái chuyện rất là quan trọng. Đây là cái hệ lụy các bạn. Khi mà bạn làm một cái việc gì mà không có tốt á, và mình quá phản cảm đi, mình cái người mà mình biết ơn mình không biết ơn, mình đi phản biện lại, mình chửi người ta, bây giờ người ta xuôi ngược lại mình, thì cái việc mà mấy cái video mà hàng HSL quay á có bằng chứng hết, cô ta đã nói gì, hàng Kali đã nói gì trên cái những video đó, thì bây giờ chị Jenny đó lấy những cái video là cái bằng chứng để thưa ngược lại Phi Vũ, và không những là Phi Vũ không mà hàng Kali luôn đó. Tại vì Hằng Cali Phi Vũ là hai người có quan hệ mật thiết với nhau. Đây là cái sự bức xúc giữa Jenny Đinh đến với Phi Vũ, và cũng là một cái sự không may mắn nếu mà Phi Vũ không có trả lời những cái bức xúc của chị, có thể dẫn đến việc pháp lý tại Hoa Kỳ. Chị Lê xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của chị Lê. Bữa nay là ngày đầu tuần thứ hai, năm Tây tháng 2 năm 2024. Thì đầu video chị Lê xin chúc tất cả các quý vị và các anh chị em một ngày vui vẻ và hưởng một ngày Tết nguyên đán hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình. Chỉ còn có vài bữa nữa thôi là ngày Tết nguyên đán các bạn. Thì video hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn về vấn đề sự bức xúc của bầu show Jenny Đinh với lại ca sĩ Phi Vũ. Đây là phần thứ hai của cái cuộc nói chuyện giữa Kim Cương, tức là cháu của bầu show Jenny á, với lại cô Jenny, tức là chị hai, anh hai chị hai đó. Thì trước khi mình chia sẻ vào cái video này, mình muốn update cho các bạn một số tin tức rất là hấp dẫn và rất là buồn cười các bạn. Thì qua cái video trước đó, chị Lê có nói rằng là những người mà làm YouTube về kinh doanh từ thiện ở dưới suối San Jose, California đó, thì có bốn chữ H. Tên của những người này là bắt đầu từ chữ H, và tên kênh của người này đó bắt đầu từ chữ H. Nhưng mà bữa nay chị Lê muốn update lại thêm hai người nữa. Đó là ai? Đó là Helen Phạm Bắc Kelly. Để mình viết ra thêm ở đây bạn, Hilton Phạm Buckley. Đây, mình viết đây nha. Hilton Phạm Buckley á. Rồi ai nữa? Một người nữa, tên nữa là Hoa hậu Phi Tạ. Ở bên Nam Cali các bạn, Hoa hậu Phi Tạ ở bên Nam Cali đó. Để mình viết đây nha. Hoa hậu Phi Tạ. Hoa hậu Phi Tạ các bạn ơi, này gọi là gì? Hoa hậu Phi Tạ thôi. Này ở bên Nam Cali nha, Nam Cali nha các bạn. S nè, sao nè, Cali. Đó. Để mình viết lại thêm đây nha. Helen Buckley nè, Helen. Helen Phạm.
Rồi cái nữa là hoa hậu Vi Tả. Đó. Đó là 7 hát nha các bạn. Để mình viết lại 7 hát. Bảy hát nha. À, tuần vừa trước á, tuần trước chị Lê chia sẻ là 5 hát, bây giờ lên thành 7 hát. Hay để mình chia sẻ gần lại. Đây. 7 hát nha. Hương Kali, Hằng Kali, Hạnh Kali, Hân Gia Hân, Hương Helen Phạm, Hoa hậu Phi Phi Tạ. Đó. Đó là 7 hát nha bạn. Ok. Chị Lê update ở trên đây nè. À, 7 hát đó, không phải là chị Lê muốn chỉ trích họ nha các bạn. Mình thấy có cái gì lạ lạ đó cho nên chị Lê muốn chia sẻ vậy thôi. Chứ mình không có muốn chỉ trích ai đó. Thì cái chủ đề chính của video bữa nay á, là mình nói về vấn đề sự bức xúc của chị hai anh hai Jenny Đinh đó. Cái là bầu xô Jenny đó. Bức xúc về vấn đề cái sự đối xử của Phi Vũ đối với lại hai anh chị. Và hiện giờ là Phi Vũ cũng chưa có trả lời gì đó, cho nên Jenny vẫn tiếp tục lên nói về vấn đề Phi Vũ. Thì cái chủ đề chính bữa nay các bạn, mình muốn nói về cái cô Jenny này, muốn nói gì trong cái video này. Thì trước tiên là cô ta nói rằng là cô ta tới Mỹ này hồi năm, hình như là năm 1980 sau bạn, tức là cô ta nói cô ta ở đây cũng 40 mấy năm rồi. Thì hai vợ chồng Jenny rất là thành đạt trên cuộc sống tại nước Mỹ á. Thì người ta làm ăn có tiền ra tiền vô rõ ràng, trong sạch. Thà anh chị cũng có bỏ ra rất là thời gian lâu năm để giúp cho Phi Vũ đó. Thì Phi Vũ bây giờ là đối xử với cô ta rất là tệ hại, cho nên cô ta rất là bức xúc. Đó. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cô ta nói về vấn đề làm việc từ thiện á. Thì làm việc từ thiện á, là mình làm có tâm giúp người á, chứ đâu có vụ lợi gì đâu. Mình không cần vụ lợi. Và chị Jenny cũng giúp rất là nhiều người vô gia cư, những người mà có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam á. Và cũng có cái sự khen ngợi của chính quyền địa phương ở Việt Nam á, cũng có bản danh dự gì các bạn. Thì người ta giúp, người ta có tâm, người ta đâu có muốn người ta trả lợi gì đâu. Người ta cũng không quay phim, không gì á. Đó là cái sự làm việc từ thiện không có vụ lợi các bạn. Còn cái việc mà những người mà YouTuber ở Cali á, thì người ta làm có chủ tâm, người ta làm có cái vụ lợi, người ta mới làm, có tiền người ta mới làm, còn không có tiền đâu không làm đâu, đâu phải là từ thiện các bạn. Đó không phải từ thiện, cái đó là mình trục lợi cái sự khó khăn, cái sự nghèo khổ của người ta, mình kiếm tiền chứ không có lâm gì đó. Đó là cái video Jenny bữa nay muốn chia sẻ cho cộng đồng mạng gì đó. Rồi cái phần thứ hai là chị Jenny cũng nói rằng là chị nói rằng là vấn đề cái cây bạc hà trên núi á, mà Phi Vũ sắc cho chị uống á, chị đâu có muốn đâu, mà Phi Vũ ép chị uống, và sau khi uống xong mới nếm một chút xíu thôi đã bị ngộ độc rồi, và chị phải vào bệnh viện đi cấp cứu các bạn. Thì mặc dù mình bị cái đó mà Phi Vũ không có đối xử với chị một cách là coi như là giống như là cái người mà mình được báo ơn các bạn, mà Phi Vũ mắng lại, chửi chị lại không, cho nên chị rất là bức xúc đó. Thì cái cây bạc hà trên núi các bạn, các bạn không có biết về vấn đề thuốc men là sao, các bạn dám sắc thuốc cho người ta uống, người ta có bị bệnh gì người ta thưa, để mình nói cái chuyện này sao cho bạn. Cái việc vấn đề mà thuốc men á rất là nguy hiểm đó, nếu mà có người mà gây ra tai nạn về ngộ độc á, người ta thưa mình chết luôn á, ở tù luôn các bạn đó. Thì mình không phải là bác sĩ, tại sao mình dám sắc thuốc cho người ta uống rồi ép người ta uống nữa. Chị này cũng nói rằng là chị đâu có muốn uống đâu, chị không có muốn đề cập quan tâm về vấn đề cây bạc hà trên núi mà Phi Vũ đưa cho cô ta uống, và cứ nhắc đi nhắc lại hoài về vấn đề cây bạc hà trên núi không. Và hình như là Phi Vũ cũng làm việc chung với lại HCNL đó. Thì cái việc mà cho anh Nhân uống, anh Nhân giờ còn uống đâu, đâu dám uống nữa bạn. Anh Nhân từ chối không dám uống. Đó.
Thì nếu mình không biết về vấn đề thuốc men, mình cũng không phải là bác sĩ, tại sao mình dám bắt người ta uống loại thuốc này? Mất mạng là chết luôn á. Rồi cái vấn đề thứ ba là trong thời gian mà Phi Vũ được giúp đỡ của chị Jenny khoảng 13 năm á bạn, trả tiền mướn nhà nè, 13 năm luôn á, và tính ra nghe nói chị nói rằng là 19.400 đô tổng cộng các bạn trong vòng 13 năm. Rồi hai cái kho mà để chứa đồ đó của Phi Vũ á, hai kho chị vẫn còn đang trả nha bạn, chị vẫn còn đang trả. Rồi tiền đi du lịch này nọ, tiền này nọ. Bây giờ là cô ta muốn thưa Phi Vũ, đó là cái chủ đề chính bữa nay chị Lê muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Với lại một thậm thể hơn nữa là con riêng của Phi Vũ hiện bây giờ bên Mỹ các bạn, ở bên Cali đó, mình đâu biết đâu. Chị Lê đâu biết là con riêng của Phi Vũ đã qua Mỹ rồi. Thì chị ta cũng nói về vấn đề child support các bạn, ai nuôi cho con riêng của Phi Vũ là chính cô Jenny đó. Thì cô này bây giờ đang muốn thưa kiện Phi Vũ không? Muốn đền lại cái những số tiền mà cô đã trả cho Phi Vũ trong thời gian vừa qua. Và Phi Vũ cũng có hứa hẹn rằng là Phi Vũ sẽ trả lại nếu mà Phi Vũ có công ăn việc làm. Rồi bây giờ Phi Vũ đang làm YouTube có tiền thì hãy nên trả đi. Đó là cái sự chia sẻ của cô Jenny bữa nay chia sẻ cho cộng đồng mạng. Và sau đây chị Lê muốn cho các bạn nghe một cái phần audio của Kim Cương với lại Jenny Đinh. Đó là bầu show Jenny Đinh. Xin mời các bạn theo dõi. Xin mời các bạn xem phần audio nha. À, nghe cô Jenny tâm sự nha. Hello cô hai khỏe không? Cô hai chào kênh Phòng Trà Jenny đi. Cô hai khỏe, sáng nay là để cô hai coi chỉ là mấy giờ bên Mỹ nha. Giờ bên Mỹ bây giờ là 9 giờ kém 5 phút buổi sáng. Ngày nay là ngày thứ hai. Cô hai Jenny xin chào Phòng Trà Jenny với đại gia đình cũng như là tất cả cộng đồng mạng. Và Jenny sáng nay xin chúc một buổi sáng cũng như là một buổi tối bên Việt Nam tất cả mọi người được bình an, hạnh phúc và sức khỏe, tất cả đều thật là tốt đẹp. Dạ. Thì trở lại với phần 2 thì khán giả lâu rồi cũng muốn nghe lời tâm sự của cô Jenny. Thì hôm nay không biết là cô Jenny có cô hai có muốn có cái gì để kể cho mọi người nghe không. Thì cái điều đầu tiên là con muốn hỏi cô hai tiếp cái sự việc của anh chàng ca sĩ Phi Vũ. Thì hôm bữa giờ không biết anh chàng đó có liên lạc lại với cô chưa. Thì cô có muốn tâm sự lại những cái chuyện mà cô đã từng giúp anh, hay là trong cái quá trình mà cô giúp anh đó anh đã đối xử với cô như thế nào? Thì bây giờ mình phần 2 mình kể cho khán giả nghe được không cô? Được con. Trước tiên trước khi mà cô hai kể cho khán giả thì cô hai muốn mượn cái kênh này của mình ha. Trước tiên là cô hai xin cảm ơn cô Trang Lê và chú Buddy. Cô xin cảm ơn cô Thùy California. Cô xin cảm ơn kênh của chú Chi Lê. Cô cảm ơn chị Jenny. Xin cảm ơn kênh của anh Ba Bắc Cali. Cô xin cảm ơn kênh của chú Andy. Hello Andy. Hello. Anh Ba Bắc Cali. Những người đã nói lên và chia sẻ những câu chuyện có thật của cô hai Jenny ở Bắc California. Và cô hai là hôm nay muốn chia sẻ thêm cho mọi người biết. Trước tiên là cô hai muốn nói về một nhân vật. Đó là một cái nhân vật đã không biết về cô hai. Nhân vật đó lấy cái nickname tên là Cục Điện. Và nhân vật này hoàn toàn không biết gì về cô hai.
nha. Thì cô Hai muốn mượn cái kênh này á, nhân vật này được tên là Tony. Dạ. Thì cô Hai cũng muốn nói là Tony, em không biết gì về chị và em cũng không biết cái gia đình của chị lo cho em Phi Vũ như thế nào. Ở bên Mỹ này á, em nên nhớ một điều á, mình nói cái gì mình phải nói có sách mắt có chứng nha em. Em lớn rồi, em không phải là một cậu cậu trẻ đâu nha. Đừng có phát ngôn bừa bãi nha. Em không có biết chuyện như thế nào, em không nên làm điều này nhé. Nhất là bên Mỹ này là vu khống người ta nhé em. Cẩn thận nha, chị nói thẳng á là điều này. Em á, chị chưa bao giờ biết mặt em là ai hết, chị chưa bao giờ làm việc với em á. Em không có tư cách nhé. Em cho dù em có nhận tiền bên phía bên nào á, chị không cần biết. Nhưng em không hiểu á, em không nên phát ngôn, em cũng không nên đi lên mạng á là nói những cái gì về chị Jenny và gia đình của chị nhá. Chị muốn em nghe cái này rõ lên một chút nha. Phi Vũ á, nó là người ở trong cuộc, nó không lên tiếng thì em lên tiếng giùm nó làm cái gì? Nó đâu có đủ tiền nó trả cho em đâu mà em phải lên tiếng làm chi? Em là đàn ông mà hả? Em là đàn ông mà, chị có biết em là ai đâu hả? Chị chưa có bao giờ đá động tới em, tại sao em phải đá động tới chị làm cái gì? Giữa chị, gia đình của chị, Jenny, ông xã của chị, ba má chị và tất cả em của chị đều biết ca sĩ Phi Vũ, và chính chị là người đem em ấy đi về nhà giới thiệu cho ba má chị cùng với ông xã chị và cùng tất cả các con của chị và các em của chị. Có nghĩa là chị Jenny coi em Phi Vũ như một đứa em, tại nó không có cha. Chị nhấn mạnh một điều nhé, nó tâm sự là nó mất cha nó, mẹ nó đi lấy chồng, cuộc sống của nó rất là bấp bênh. Em phải hiểu một điều này nhé, đừng có tự nhiên mà lên mạng rồi hả vu khống hoặc là nói những cái lời nó không đâu vào đâu hết. Chị muốn nói những cái lời này tại vì sao? Một con người có tư cách không nên phát ngôn bừa bãi, không nên vu khống bừa bãi. Ở bên Mỹ này nó có luật, nếu em 999 chưa đủ tới 100, ông tòa cũng không có thể phán tội của em nhé. Huống chi là không có bằng chứng, không nói chuyện được. Những gì mà chị đưa lên Phi Vũ đây không phải là chị muốn đâu nhé, không phải đó, hoàn toàn chị không muốn đâu. Tại vì á, chị làm việc với anh Hai, làm việc á giữa chị với là Phi Vũ với anh Hai, chứ không phải á là có người thứ ba chen vô đâu nha. Nhưng mà bởi vì cái thế bắt buộc chị phải lên tiếng, chị nói thẳng. Tại vì sao? Một khi mà mình ép một con người nào đó, một thế lực nào đó, người ta chịu không nổi nữa thì người ta phải lên tiếng. Nhất là người ta là người ơn, người ta là người trên cơ, chứ người ta không phải là người dưới cơ đâu nha. Nên nhớ một điều nha, Phi Vũ được về tới Việt Nam dù sao đi chăng nữa, được thăm mẹ ruột, được thăm hai đứa em gái, được thăm người yêu Uyên Trần, được thâu ở phòng thâu phú, được gặp những người bạn như là Dũng, Trịnh Văn Dũng, được gặp Ân Thiên Vĩ, được gặp Duy Thanh, được đi chơi, được anh chị đưa đi ra ngoài Hà Nội cũng như là Sapa, và được chị anh chụp những tấm hình, và những tấm hình đó chị lưu lại trong điện thoại rất là nhiều để mà về bên Mỹ làm hình bìa hoặc là quay MV. Em không ở trong cuộc, em không nên phán xét bừa bãi. Nó gọi là cái gì? Mình phải dùng cái đầu óc tri thức một chút, đừng có vu khống người ta nhé, đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Trên đời này á hả, có nhiều người họ tốt lắm. Chị không phải là người giúp cho em Phi Vũ với anh, giúp em Phi Vũ một mình đâu. Ở bên Việt Nam á, nếu em muốn biết không, chị cho em cái danh sách luôn, chị nói cho em biết. Chị muốn nói ngày hôm nay, chị muốn mượn cái kênh
này và nói ra. Phi Vũ á, anh chị rất là thương, thương lắm. Nếu không thương không giúp được đâu em, nói thẳng. Tại vì sao? Thương mà có thương mới có giúp chứ, không thương thì sao mà giúp được? Vô lý, đúng không? Hay là sự thật? Nói thẳng nha, em gái của Phi Vũ á, nó giúp về Phi Vũ về phần nào đó chị không biết. Nhưng mà khi chị và anh gặp em Phi Vũ á, là qua cô Diệu Minh, và cô Diệu Minh là người làm từ thiện, thì cái lời nói của cô rất là trọng lượng, và chị tin cô Diệu Minh rất là nhiều. Và chị cũng đã nói rất là rõ, em Phi Vũ cách đây 13 năm cũng như tháng 7 vừa rồi, em vẫn còn rất là tốt. Chị đã khẳng định điều này mà, em vẫn còn rất là tốt. Em chưa có vu khống chị và em cũng chưa chửi chị nhé. Chị khẳng định, tại vì Phi Vũ ở bệnh viện, chị là người chọn đem cháu vô cho em, đọc thuốc cho em, chở em về nhé. Chị muốn nhấn mạnh là tháng 7 2023, Phi Vũ vẫn còn là em Phi Vũ nhé, vẫn còn chưa có vô ơn nha. Chị khẳng định điều này. Phi Vũ vô ơn với ai chị không biết, nhưng mà tới tháng 7 Phi Vũ cũng chưa có vô ơn, chưa bao giờ có nha. Cho nên điều mà anh chị giúp cho Phi Vũ á, nó vẫn tồn tại. Và hiện tại bây giờ chị muốn nói một điều, cái kho gọi là storage, chị vẫn, anh chị vẫn còn trả, vẫn còn trả mỗi tháng nhé, chứ không phải là không trả đâu em. Tất cả những cái đồ ở trong đó là đồ liên quan của Phi Vũ, chứ không phải đồ đó là đồ quần áo của chị đâu, đồ của em Phi Vũ. Tại sao em Phi Vũ không liên lạc với chị, mà có người của anh chị có trách nhiệm vẫn trả tiền cho em đàng hoàng? Tại vì theo cái luật của storage, nếu 30 ngày mà người không trả thì tất cả cái storage phải đem ra bán hết. Nhưng mà chị vẫn giữ đồ cho em, có nghĩa là con người của chị rất là có cái gì, mới là có cái gì mà nói tất cả mọi người nghe, đó là cái uy tín và trách nhiệm. Một con người mà họ làm việc mà họ có trách nhiệm như vậy. Thưa các bạn, hai cái storage room là chị Jenny này vẫn còn trả tiền cho Phi Vũ nha, là đồ đạc của Phi Vũ không đó. Thì mình không hiểu tại sao Phi Vũ vẫn để cho người ta trả thôi, đồ của Phi Vũ không à. Mặc dù nếu mà Phi Vũ không có quan hệ với lại chị Jenny nữa thì Phi Vũ phải tự lo chứ, kiếm tiền rồi phải tự lo trả cái chỗ mướn, cái kho của Phi Vũ hai cái luôn, như vậy một cái tội quá mình. Thì một con người lẽ không có đơn giản, thì chị xin nói với em một điều quá cục điện. Tony, em không biết gì về chị phụ nữ. Quên nữa, mình quên giới thiệu nha, chị Jenny này đang phản biện lại anh chàng tên là Tony Nguyễn, cái tên của channel là Cục Điện. Đó, chị đang phản biện lại anh này, và anh này anh xíu vô cái công chuyện, cái việc của chị Jenny với lại Phi Vũ á, mà không có hiểu chuyện ra sao, tại sao dám xíu miệng vô. Ý là chị ta nói gì đó. Có rất nhiều loại phụ nữ. Chị là người đã có gia đình và có địa vị trong cộng đồng Bắc Cali. Không những chị có địa vị ở cộng đồng Bắc Cali, và chị có địa vị luôn cả bên Việt Nam nhé. Chị khẳng định điều này luôn. Chị khẳng định điều này luôn nha, chị có địa vị đàng hoàng hết chưa? Chị có bằng bộ đàng hoàng hết chưa? Chị có những cái bằng khen á, về á hả, một người làm từ thiện được người ta bầu lên là một người như thế nào, nhân ái. Không phải ai cũng được bầu đâu em. Chị có rất nhiều bằng bộ mà thành phố ban thưởng cho chị. Và một người được lên báo rất là nhiều lần, nhất là phụ nữ Cali lên 4 lần, mẹ Việt Nam lên 1 lần. Nhà báo họ không có thể không có tiền đâu nha. Người mà lên báo á, mà mặt trang đầu tiên á, người đó phải có uy tín. Phải có như thế nào đó người ta mới để mình lên trang đầu tiên nha. Chứ không phải tự nhiên mà người ta để mình lên trang đầu tiên. Nhất là một người họ nếu như mà không đủ tư cách, có chuyện lên nha, họ không dám để lên cái trang đầu tiên đâu nha. Tony Cục Điện, nghe rõ nha, Tony Cục Điện, nghe cho mà rõ nha, đàn ông mới nghe đàn ông nha, đừng có làm
như vậy chị hoàn toàn không biết em. Em đừng có lên tiếng. Bên Mỹ này nha, nếu không liên quan tới mình không nên lên tiếng nha. Để cho Phi Vũ nói lên tiếng. Nếu nó muốn cái gì nó lên tiếng với chị Bạch Kỳ, nó sẵn sàng livestream giữa chị Jenny và anh hai luôn cả nó. Ở đó mới gọi là anh hùng nha. Chị nói thẳng, con người là mình ở đời á, mình dám làm á, dám chịu chứ. Chị không phải là một người vu vơ đi lên nói không không nha. Chị, anh chị nói là nói có sách mắt có chứng. Anh chị có đi lai đàng hoàng, lo cho em nó đàng hoàng. Đúng ra anh chị cũng chưa có nói đâu, tại em nó hứa với anh chị chưa đâu. Nhưng mà bởi vì một thế lực đó, xin nói rõ rõ ràng ra, đó là Hằng Kali. Chị không có biết Hằng Kali là ai hết. And I don't care about Hằng Kali. I don't care. Nhấn mạnh, I don't know her. I don't do business with her. So she has no right to get involved in my life and my husband's life, especially with Fivo, because the one who deal with the problem, trả tiền và lo tất cả, đó là anh chị Jenny. Thưa các bạn, chị Jenny này nói về vấn đề Hằng Kali các bạn. Thì đúng ra là không có chuyện lùm xùm này xảy ra đâu. Không có chuyện gọi là Phi Vũ đối xử lại chị Jenny quá tệ. Cũng vì Phi Vũ quen lại Hằng Kali đó, rồi mới sinh ra cái chuyện này. Và nghe nói là chị Jenny blame on Hằng Kali. Tại vì Hằng Kali đã xí vô cái chuyện giữa bầu show Jenny với lại Phi Vũ, cho nên mới có cái chuyện này xảy ra như vậy đó. Đó, chuyện này rất là lùm xùm các bạn. Thì nếu mà Phi Vũ thích Hằng Kali thì mình vẫn còn phải nhớ ơn cái người mà đã giúp cho mình mười mấy năm. Chứ nếu mà để cho cái HCL đó khống chế mình, để làm xấu cho cái hai vợ chồng Jenny, thì mình cảm thấy là không có nên làm vậy. Làm vậy là phạm pháp rồi, phạm luật đó. Đó thì cô ta bức xúc là vậy đó các bạn. Đó, xin mời các bạn xem tiếp nha. Ông xã chị là Jenny. Đồng tiền anh chị làm là đồng tiền đóng thuế đàng hoàng, bằng mồ hôi nước mắt, không phải đồng tiền lương lẹo, nghe chưa, nghe cho rõ nha. Đồng tiền đóng thuế chính phủ Mỹ đàng hoàng, từng tí mà lo cho em nó được 13 năm á, không có đơn giản, một tinh thương rất là lớn. Phi Vũ không có ngoại lệ nha. Jenny xin nói, mượn cái kênh này nói, Phi Vũ không ngoại lệ nha. Jenny với ông xã lo cho rất nhiều các em ở bên Việt Nam, những mảnh đời bất hạnh rất nhiều và làm từ thiện liên tục, mà từ thiện nó không quyên góp của ai hết. Từ thiện này là từ tiền của gia đình Jenny. Gia đình nha, từ con cái ông xã, từ bạn trai của nó, tất cả những đứa nào có lòng bỏ vô, có bao nhiêu ba má, những cái người nào mà có lòng bỏ vô mà liên quan tới gia đình của Jenny không, không quyên góp của ai nhé, không quyên góp. Xin nhớ lại, nói rõ ràng nha, không quyên góp, mà người ta không phải làm từ thiện mới đây đâu. Nếu làm từ thiện bên Mỹ, nói rõ, nếu mình làm business, một khi mình ký cái check, mình cho cái bệnh viện về cái phần mà leukemia là ung thư máu, nó cho mình một cái form để mà khấu trừ thuế. Nếu như mình muốn làm từ thiện và breast cancer, họ cũng cho một cái form để mình khấu trừ thuế. Nó được gọi là làm từ thiện đúng cách. Nếu muốn bỏ tiền vô giúp cho những cái nơi mà về vấn đề nào mà nó liên quan về từ thiện, coi như là Red Cross, cũng cho mình cái form để mà mình khai thuế. Hoặc là mình cho những cái đồ của mình cho Goodwill, cũng là từ thiện, mình cũng khai thuế được, mình khấu trừ thuế. Gọi là cái gì? Gọi là từ thiện đúng cách. Thôi các bạn, thì chị Jenny này có chia sẻ rằng là nếu mình làm từ thiện đúng cách đó, thì mình phải bỏ tiền mình ra, mình giúp phải không? Chứ đâu có vu lợi ai đâu. Nếu mình bỏ tiền mình ra thì cuối năm mình có cái tiền thu lợi đó, từ cái công việc mình làm ở đâu á, thì mình có thể khấu trừ ra cái tiền thuế. Tức là giả sử như mình làm việc từ thiện mà không có vụ lợi đó, thì cái tiền mình bỏ ra mình có thể khai lại sở IRS, mình sẽ khấu trừ được cái tiền mình làm ra, tiền income, nó gọi là tiền thuế các bạn.
Đó là ý là cô Jenny nói vậy đó. Còn cái việc làm của mấy người mà quay video, mấy người vô gia tư á, là những người kinh doanh từ thiện, họ kiếm vụ lợi, họ hám lợi các bạn, chứ đâu phải là từ thiện các bạn, cái đó gọi là kinh doanh từ thiện. Đó ý là cô Jenny nói vậy đó. Chị Jenny á, không phải là một người á từ trong bụi nhảy ra nha. Dù sao đi chăng nữa anh chị cũng là dân kinh doanh, người ta có học thức đàng hoàng, người ta không phải là cái người mà coi như là học chưa tới nơi, đi chưa tới chốn, là coi như là tự đưa mình lên. Xin lỗi nha, bên Mỹ này nha, muốn biết cái quá khứ thì không có hay ho không, người ta đòi, người ta hả tìm ra là có liền ha. Tại sao mà chị Trang này mới nói câu này, một vị bác sĩ đi ha, mà nếu như họ làm sai đi, họ lấy cái tên của cái vị bác sĩ đó hả, họ chỉ cần bấm lên một cái thôi là biết vị bác sĩ đó vi phạm luật rồi nha. Cho nên nó rất là quan trọng về cái nó gọi là cái gì, nó gọi là background check dạ. Để chị Trang này dạy cho em nha. Em có hiểu điều này hay không? Background check tất nhiên là cái phần đó của mình, là mình phải thật sự là cái như là trong sạch. Mình muốn làm ăn ở bên Mỹ này á, mình phải có good reputation. Em biết good reputation là cái gì không? Reputation. Good reputation nó có nghĩa là uy tín. Uy tín đó là. Người ta muốn làm ăn đó là sự uy tín của mình đó. Nếu mình không có uy tín thì không ai làm việc với mình hết. Đúng rồi. Thì chỉ không làm việc với em. Hả? Cục điện. Chị hoàn toàn không biết em là ai hết, thu nì cục điện gì á, chị không biết. Cho nên chị không làm việc với em thì chị cũng mong em á, đừng có vu vơ lên trên mạng nói về chị Jenny. Nè, em là đàn ông, để dành sức về nhà lo cho vợ cho con đi ha. Mình một người đàn ông á, cho nó ra đàn ông một chút xíu nha em. Chị, anh chị á, Phi Vũ nó có gì đi chăng nữa thì anh giữa nó với anh chị và gia đình thôi. Nếu Phi Vũ nó không lên tiếng, không có ai có quyền lên tiếng nha. Tại Phi Vũ là người nhận ơn thì Phi Vũ lại là người lên tiếng. Tại sao là mọi người là lên tiếng giùm cho Phi Vũ làm cái gì hả? Nó là người trong cuộc có hiểu mà, tại sao là mình lại mình nói giùm cho nó làm cái gì chị? Travis Jenny cũng nói rõ cho mọi người biết nha, từ tháng 8 năm vừa rồi 2023 thì Phi Vũ bị bắt cóc, và cái người khai ra Phi Vũ bị bắt cóc đó là Quốc. Quốc nói với chị rõ ràng, nếu mà Quốc nghe chị nói, Quốc lên tiếng nha. Quốc là người chứng kiến chị, ngoài ra Thái Lai chứng kiến chị đem đồ ăn lên nhà của Thái Lai cho mọi người ăn, trong đó có Phi Vũ. Và chính chị cũng là người hỏi Thái tiền nhà có bao nhiêu cho phụng vô với tạ thằng Vũ nó ở đây. Tại sao con người của chị sống biết điều dữ vậy? Không muốn để cái thằng Vũ nó mang tiếng. Đi đâu á chị cũng hỏi ai giúp cái gì chị cũng phụ vô. Nếu Thái Lai nghe được thì Thái Lai biết chị Jenny là ai đúng không? Thái Lai là em của ai vậy? Em của Quốc Bảo đó nha. Là ở trong cộng đồng Quốc Bảo làm việc đó, là MC Quốc Bảo đó. Chị nói cho biết. Chị không phải là loại người. Để mình qua cái khúc này cho bạn. Mà để ai muốn vu khống thì tài của Bạc Hà Núi cô hai không có thích nghe. Nói thẳng cho mọi người là mình mang ơn cái người gia đình của người đó thì mình đau lận mất tiêu. Rồi ai nữa? Hải ôm rồm á. Tại sao mình nói cái câu đó? Còn những cái gì á, như tiếng Mỹ người ta nói câu nothing is free. Những cái danh từ này mình hiểu học không? Ở trên đời này không có gì là free hết đó quý vị ơi. Con cho ra thì phải có lấy vô. Con xin một phút đọc bình luận cho cô hai nghe nha. Ok. À, bình luận đầu tiên là chú cái chị gì tên là Chi Nguyễn á, bình luận là em nghĩ là thằng Kali là người sai. Tony nói rồi, thằng Kali luôn là vậy, nó không nói nhưng nó sai hướng tu hú nói chuyện Andy. Rồi giờ tới Tony rồi. Cái người tên là Candy Phạm là vô bình luận là chào chị Trang, còn chú Andy thì chào cô hai, chào Kim Cương, chào chị Jenny, chào Kim Cương. Và chị cô Trang Lê nói là chị Jenny nhớ em chia sẻ với chị không, tức là cô
Trang Lê nói là chị trên này có nhớ là em chia sẻ cái gì với chị không á. Một lát nữa cô Hai nhớ lại cái gì mà cô Trang Lê có chia sẻ với cô Hai thì cô Hai nói ha. Đúng. Là như thế này nè, cô Trang, từ ngày mà cô Hai cũng muốn nói lên một điều. Cô Trang Lê, cô Hai không biết cái người khác nghĩ như thế nào. Nhưng mà cô, từ ngày mà cô làm việc với cô Trang Lê với lại Buddy, cô Hai rất thích cái tính của cô Trang Lê và thích tính của cô Buddy. Cô là chú Buddy. Cho nên cô Hai nói thế là ai cũng có quyền lựa chọn. Cô Hai lựa chọn á là tại vì cô Hai muốn lựa chọn. Mà không, mà tại sao phải đưa, mà tại sao là hàng cá lý có liên quan gì trong đây mà dẫn lên rồi đi làm rong đen lên vậy rồi chặn Facebook nổ nghe. Cái này nó có cái gì âm mưu ở trong đây nè, hả? Tại sao vậy? Cho các bạn xem lại cái phần này. Tự ý là ca sĩ Phi Vũ đưa cho cô Hai uống hay sao cô Hai? Tự ý, Phi Vũ có nhắc cô cả những người mà mình thấy đàn ông bên Mỹ mà người ta đi làm, mình thấy mình kính phục người ta. Cho các bạn xem phần này. Người ta cũng có hai tay hai chân vậy. Người ta cũng đi làm, sao mà mình rảnh rỗi mà mình đi nói chuyện của thiên hạ làm chi? Chuyện ở trong nhà mình lo xong mà đi lo chuyện của người khác là như thế nào? Hả? Nói cho mà nghe, Phi Vũ á, cho dù nó như thế nào đi chăng nữa á, nó cũng là sống cũng có rất là ok. Tới tháng 7 nha, nếu nó không ok, anh chị không lo cho nó như vậy đâu nha. Nói cho mà biết, không phải chỉ một mình Phi Vũ đâu, hỏi bên Việt Nam đi, ok bây giờ nói luôn. Trở lại cái vấn đề con muốn hỏi cô Hai là cái chuyện Bạc Hà Núi khi mà Phi Vũ đưa cô Hai uống là tự ý là ca sĩ Phi Vũ đưa cho cô Hai uống hay sao cô Hai? Tự ý, Phi Vũ có nhắc cô Hai hoài cho mọi là mọi người nghe luôn nha. Cô Hai không thích cái đó mà Phi Vũ cứ cái đề tài đó cứ nói hoài à, cô Hai đã bực bội rồi. Cô Hai nói sao em lúc nào mà cũng nói cái vụ đó hoài vậy? Cô Hai không thích mà cái người ta không thích mà mình ép người ta là sao? Cô Hai không thích cái Bạc Hà Núi đó, cô Hai không có ấn tượng về nó, nói thẳng ra cho mọi người nghe luôn. Cô Hai không biết nó về cái thứ đó như thế nào á, cô Hai không biết. Nó cô Hai chừng nào mà cô Hai nói, ồ em đưa cho chị đó, đã cô Hai đòi hỏi thì đưa, đằng này cô Hai không có đòi hỏi điều này. Nói cho mọi người nghe, cô Hai không đòi hỏi Bạc Hà Núi tại sao Phi Vũ với luôn cứ nhắc về cái đó, có nghĩa là có một cái âm mưu gì đây? Hả, tại sao? Tại sao lại đưa cho chị? Đưa là tại sao chị bây giờ chị đang thắc mắc, em trả lời đi. Tại sao cái Bạc Hà Núi chị không thích, em đưa cho chị? Chị không thích mà, tại sao em đưa cho chị? Để cho chị phải nhập viện. Rồi em lại chửi chị. Bây giờ chị muốn mọi người nghe câu này là mọi người nghe nè. Tại sao Jenny không đòi hỏi cái món đó mà Phi Vũ cứ đưa cho cả là cô Jenny mãi? Tại sao cô không có đòi hỏi? Mà không, mà tại sao phải đưa? Mà tại sao là hàng cá lý có liên quan gì trong đây mà dẫn lên rồi đi làm rong đen lên vậy rồi chặn Facebook nổ nghe. Cái này nó có cái gì âm mưu ở trong đây nè, hả? Tại sao vậy nè? Cho nên nói thẳng cho mọi người nghe luôn nè, nói luôn cho mọi người nghe luôn nè, mở lên cho mọi người nghe. Ba của trên này rất là thương em Phi Vũ. Ba mới vừa hỏi em Phi Vũ mới cách đây cũng mấy con coi như là hình như tuần nay hai tuần nữa. Ủa, sao lâu đây ba không thấy Phi Vũ nè? Muốn nghe không? Nói cho mày nghe luôn nha. Ba của trên này á, sinh nhật của ba là tháng 10 ngày 12 mà Phi Vũ hứa với lại chị trên này á, gia đình á, em á sẽ rảnh á, em sẽ tới em thăm ba. Em để cho con hàng nó xóa sạch hết trơn luôn nè. Hàng mở tóc ra mà nghe nghe chưa? Ba của chị dù sao đi chăng nữa hả, cũng tuổi cũng lớn hơn ba của em ha. Ba của chị á cũng bệnh đau rất là nhiều nha. Em phải nên mở cái tâm lên rộng ra một chút xíu đi. Với một người á tuổi đáng ca của em, Phi Vũ nó biết ba của chị rất là nhiều. Em đừng có làm cho nó trở thành một người hả phong ơn bội nghĩa như vậy, tội nghiệp nó lắm. Nó rất là thương ba má chị nói thẳng luôn cho mọi người biết, nó thương ba má chị lắm nên nó mới chúc lời họ cái lời cho ba chị như vậy, mới cho nó nói những cái lời anh chị cu mang á. Vậy mà em nở lòng nào, em xóa hết trơn luôn à. Em mới nhân vật mới xuất hiện rồi, chị Hai trên này của em á ở đây với anh Hai á 13 năm nha. Một năm là bao nhiêu? Một năm là 365 ngày. Em nhân lên đi,
nó dài lắm em à. Còn em từ trong bụi mới nhảy ra. Hả? Em lấy cái tư cách gì á mà em giành giật cái điều này? Nếu em mau em giành giật á, em trả tiền giùm cho Phi Vũ đi. Wow. Thiếu nợ chị là gia đình của chị Hai trên này nhiều lắm. Thiếu nợ ngon á, mà là ngon là mà lên mạng mình làm YouTube mà ha. Thiếu nợ trả tiền luôn đi. Wow. Trả luôn cái tiền hả, mà coi như là con trai của Phi Vũ á, con. Wow. Tiền đó. Nó nghèo, nó khổ chết mồ luôn, nó đi liên lạc với chị á. Sao em không mà không trả luôn đi? Em bắt nó làm gì vậy, cho nó thành bất nghĩa bất nhân vậy em? Tội nghiệp nó. Nó có con á đó em. Con nó đi tìm chị đó. Em chị là chị đã nhắn tin cho em rồi. Vậy mà em im ru, em bắt thằng Vũ làm gì? Nó bắt nó về là để nó làm mọi cho em, phải không? Phải không? Tại sao? Nói cho dù em bắt nó về, em nên nhớ một điều nha. Thằng Vũ nó hát cái bài đó tại ta, nó tặng cho ba của chị. Em phải để, nếu mà em là một người phụ nữ có công bằng á, em phải để cho tất cả nó nói cái gì, em phải để cho nó gửi cái đó cho ba chị chứ. Em lấy cái tư cách gì mà em xóa những cái lời thằng Vũ nó nói? Em lấy tư cách gì hả 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 Hàng? Chị nói em nghe, mình là phụ nữ, mình không có dùng cái sắc đẹp của mình đi lùn với đàn ông, nghe chưa? Rồi người phụ nữ đó không nên xuất hiện nhiều ở trên kênh. Đừng có dùng cái sắc đẹp đó của mình sửa đất đẹp mà cái tâm không có sửa, nghe chưa? Chị nói rồi đó, Phi Vũ với gia đình của chị rất là ân tình. Còn nó biến cho nó trở thành hả, coi như là bây giờ cộng đồng mạng chửi đó, tội nghiệp lắm. Nó biết cái gia đình là của chị Hai trên này rất là lâu rồi. Có bao giờ nó bị lên mạng mà bị chửi nhiều như vậy không? Từ ngày nó biết em, bây giờ nó bị chửi te tu, tại sao kỳ cục vậy? Em nói em thương nó cái kiểu gì kỳ kỳ cục vậy? Hả? Em thương nó đến nỗi mà coi như nó bị coi như bây giờ cái đầu của nó gấp qua không được. Vậy em nói em thương nó hả? Em thương nó hả? Hay sao? Thương người ta phải cho người ta mặt mũi một chút. Mặt mũi cái kiểu gì mà coi như là thiếu điều dục vô tùng lạc luôn. Tại sao? Tôi đã vậy, em để cho nó đến nỗi mà nhục đến nỗi mà nó coi như Facebook của nó là em vô ha. Rồi đã vậy xong đã rồi, cái điện thoại của nó thì cắt luôn. Là sao? Chị Hai á, danh ai trả tiền điện thoại nó không biết bao nhiêu cái điện thoại á, chưa bao giờ cắt. Chị nói thẳng luôn, cả cái phòng thâu trả tiền mỗi là mỗi tháng cho nó luôn. Wow, cái bây giờ nó ngon, nó liên lạc với chị đi hả. Cái luôn cả cái vấn đề là sao? Chị nói thẳng, Phi Vũ bây giờ cái kho nó còn ở trên đường center hả, mỗi tháng chị Hai phải đóng tiền luôn cái anh Hai. Ở đâu tự nhiên bây giờ mình lật bây mình là tự nhiên bây giờ là coi như là ngang xương đồ của em mà đã chạm chị trả là sao? Thấy không, mình phải ra mặt rồi mình trả cái tiền đó chứ. Em ngon mà, em bắt nó đi về, sao em ngon mà em không trả đi? Bây giờ chị nói cho mọi người nghe đó, dù sao cái chồng đó anh chị cũng cô mang Phi Vũ, gia đình của anh chị cô mang Phi Vũ nha. Còn em cô mang cái gì? Nói nghe, nếu em ngon á thì em ngon tìm ra tiền đi hả. Em ngon tìm ra tiền như chị là chị Hai trên này với anh Hai đi, anh Đinh Nị đi con đi. Chị nói là giấy tờ là chị có nha. Cái là còn em ăn ngon á nè, chị có hả, cho má của Phi Vũ 500 này đi đâu rồi? 500 là chị cho má của Phi Vũ đi đâu rồi, có đi ngay đâu? Phi Vũ đưa tiền á hả cho Hằng, rồi bây giờ trả tiền nó ở đâu? Chị hỏi là tình mà là mọi người nghe, rồi đã gì 800 đồng á là chị đưa cho Phi Vũ sửa cái xe màu xanh đi đâu em? Cái xe màu xanh tự mất luôn, bây giờ em trả lời đi cho mọi người nghe luôn. Cái xe hả là cái xe mà coi như cái đậu quà mà sửa. 500 đồng cho má Phi Vũ các bạn, chắc Phi Vũ nó ăn mất tiêu luôn rồi. Chị nói cái mỗi lần chị đưa cho em 200 đồng sửa đâu, nói nghe đi. Còn bây giờ sao? Chị đưa ra, anh chị đưa ra tiền đô la, không phải là tiền, hỏi tiền là tiền vàng bạc đâu nghe. Nói cho mày biết, đừng có bao giờ mà làm những cái chuyện mà không không như vậy, rồi mướn cục điện cái gì ra nó nói chị nghe, nghe chưa? Phi Vũ nó không ra thì thôi, không có tư cách gì mà nói cái này, nghe chưa? Nếu mà em ngon á, em cho thằng Vũ nó ra ngoài một mình đi, nó đi làm một mình chị mà chị là chị mới là công nhận nó là ngon là. Nó bây giờ nó ở trong nhà em á, là cái gì nó làm bỏ cho em thì có, đúng không? Nó tính chó luôn nè, nói cho em nghe nè, cái con chó của em á, em không đủ người đi coi như là em không đủ người hả, đi vô là khách mua bây sao mà mới để cái thằng Vũ suốt ngày đi tắm chó hả?
Không thì nó nhắn tin cho trên này nè, quý vị nghe đây nè, nghe nè. Cô ơi, nói bằng tiếng Anh. My grandparents both died. I'm very lonely. I am in Southern California. My girlfriend broke up with me because I'm so poor. I'm very hurt. I need your help. And cô Jenny mới hỏi bé, where is your mom? And bé Tommy nói, bé Tommy, Jenny nói bé Tommy ở Mỹ nha. Bé ở thành phố Sacramento, chứ bé không phải. Thưa các bạn, chị Jenny này đang nói cái bé gì đó là con của Phi Vũ nha, bị broke up với lại người bạn trai gì đó, hình như là con Phi Vũ đã lớn rồi. Người ta nói rằng là con của Phi Vũ cảm thấy là cô đơn bởi vì hoàn cảnh nghèo, cho nên girlfriend nó bỏ luôn, người bạn gái nó bỏ bạn ở Sacramento gì đó, ở bên California bạn. Đó là con của Phi Vũ nha. Anh ở bên Việt Nam xin để cho là những cái kênh đã hiểu một điều là bé Tommy, con trai bé của Tommy. Phi Vũ không có nói tiếng Việt nhiều được, nhưng mà đang ở bên Mỹ. Bé Tommy các bạn, không có nói tiếng Việt nhiều, hiện giờ đang ở bên Mỹ, ở bên Sacramento gì đó. Nói là người bạn gái cũng bị bỏ luôn, tại vì người ta chê là con bé này nghèo gì đó. Nếu như thằng Cali thương Phi Vũ thiệt sự, phải để cho Phi Vũ đứng ra là một người đàn ông đàng hoàng, trả tiền cho support đàng hoàng. Tại sao mà đi làm mình có tiền rồi, mình hứa là bao lâu nay trả tiền đàng hoàng mới gọi là cái người sao responsible and reliable. Ok, you have to be, you are the father, you have to be responsible for your kids, not the government. Ok. Chị ta nói rằng là Phi Vũ phải có trách nhiệm với lại con của Phi Vũ, chứ không phải là chính phủ của Mỹ các bạn. Thì tại vì Phi Vũ là cha, phải có trách nhiệm với lại con cái. Tại sao Phi Vũ không có lo con cái đi mà qua nhà cả hàng Cali sống tắm cho chó nữa. That is you should do that. Đừng có để cho con cái giọt máu của mình nó đi lòng vòng đi đâu, không biết đi đâu hết trơn, không có được đâu. Đã nói rồi, con chó, không có con chó này á, thì mình tắm con chó khác. Nhưng mà trước tiên là tắm con chó đó, thì mình phải lo cho con ruột của mình trước. Người ta nói là từ trong nhà ra ngoài đường. Mình muốn làm từ thiện á, nhà mình phải ok, mình mới làm từ thiện được. Làm từ thiện mà nhà mình không có ok, sao làm từ thiện hả? Nói cho nghe. Các bạn hiểu đi, tắm con chó là tiếng lóng các bạn. Thật ra là tiếng lóng chứ không phải là chó thiệt nha. Không phải là chó thiệt, tiếng lóng. Các bạn hiểu chị Jenny này muốn nói ai rồi các bạn. Tiếng lóng nha các bạn. Tắm cho con chó. Tại sao không có lo con cái? Bây giờ thằng Cali có ngon không? Ngon đi, đừng có quay anh em vô gia cư gì hết á. Mình tự mình đi làm đi. Mình bản lãnh. Tự đi làm, mà tự đi làm cái đồng tiền của mình. Đừng có quay anh em vô gia cư nữa. Mượn thân xác của họ. Quay lên. Make money. It's not right. You know? You don't record them anymore. You don't need to. You go to work. And you study. Còn you go like on your own. Chị ta chủ ý muốn nói rằng vậy các bạn, việc làm ở YouTube quay những người vô gia cư là một công việc không có tốt. Mình làm không có tâm, mình trục lợi người ta. Cô này chủ ý muốn nói rằng là HCL nên tìm một công việc tốt đi, phải đi học, làm một công việc tốt, kiếm đồng tiền sạch, đóng thuế. Làm YouTube cũng đóng thuế đó, nhưng mà mình làm YouTube lợi dụng trên cái sự khó khăn của những người vô gia cư. Tức là mình rút quần đàn ông rồi, mình quay cảnh vô gia cư đó, đưa hình ảnh của mình của họ lên cộng đồng mạng thế giới ai cũng xem á. Có như giống như đi ăn mày bạn, mình có chia sẻ một video trước đó đó, giống đi ăn mày những người vô gia cư vậy đó. Đồng tiền không có sạch. Cá của mình thì không nuôi mà đi tắm chó cho hạ đéo. Đi tắm chó ha. Rồi đã vậy. Nó có định quá như là sao? Quý vị muốn biết không? Quý vị muốn nghe không? Vô khống trên này.
này kia. Tại sao mà một người á không biết cái gì hết, cái này không biết gì kia là cái khỉ mốc gì luôn, mà bây giờ vô cống, mà bên Mỹ một người mà mình vô cống cái thiên hạ, mình có đủ cái tư cách mà mình làm từ thiện không? Thằng Cali á hả, vô cống cái này chó phi hổ đi hút gì kia có 6 lần luôn nè. Vậy là thằng Cali vu khống chị Jenny luôn đó bạn. Như chị Jenny nói vậy đó, vu khống đó. Chắc có lẽ là chị ta đã biết về vấn đề này hồi lâu rồi, cho nên chị ta rất là bức xúc và coi như giống như tức nước bỡ vờ các bạn. Chỉ là chị Jenny nói thẳng luôn. Lúc trước thì không có vậy, bây giờ nói thẳng luôn. Tức nước bỡ vờ. Mình vu khống một người á, mình phải có trách nhiệm cho cái lời vu khống của mình nghe chưa? Wow. Vậy mà chị vẫn nhịn như thường. Chị không nhịn nổi á. Từ lúc á, Phi Hữu đưa cho chị á, là cái gì? Bạc Hà Núi. Chị nói rồi, cái Bạc Hà Núi á, chị không có thích. Nhưng mà rốt cuộc sao? Chị đi vô nhập viện, mà rốt cuộc em làm sao? Em chửi chị, đúng không? Tại sao em làm như vậy hả Vũ? Chị vẫn cái sự út ức này của chị nó không có đi. Nó vẫn còn ở trong tim của chị. Chị cảm thấy ủa sao kỳ vậy? Một người mười mấy năm không có làm mà tự nhiên bây giờ lại làm như vậy là tại sao? Chị đặt câu hỏi nó rất là nhiều lần. Chị đặt câu hỏi rất là nhiều lần. Vậy mà chị cũng vẫn chưa đi lên cái cục cái đồn cảnh sát để khai em. Chị muốn mượn cộng đồng mạng nghe đây. Chị đủ bản lãnh để khai em. Nhưng mà chị chưa khai em. Tại vì chị muốn cho em cơ hội để gọi điện thoại cho chị là mình bản lãnh. Mình phải làm việc, mình nhắc nhở cái người nào mình tự mình ra, bước ra, đừng để cho những cái người không liên quan bước ra nghe chưa? Mới là đó là mình mới anh hùng nha. Chị nói cho em nghe, chị vẫn chưa khai nha, chưa khai với lại cảnh sát nha em, chưa khai. Chị vẫn để em cơ hội. Thì cái điện thoại của em á, hôm nay là em sinh nhật của chị Trang Nị gì mà em vẫn tắt luôn điện thoại. Em nghĩ là em ok hả? Em nghĩ Hằng nó càng con Hằng nó đâu che em hả? Sao em nghĩ cái đó là em nông cạn dữ là Vũ? Hằng nó che em được hả? Nó che nó được chưa? Mà nó cho lên mà nó che em hả? Lục là lục nghe chưa cưng? Cưng có mở ốc ra cưng nghe không? Lục là lục nha. Chị đã nói rồi đó. Em đừng có để cục điện nào đi lên đây nói chuyện hết á. Hằng nữa, Hằng hẹn chị đem dục qua một bên đi. Em bị tai tiếng á, chứ mà em chơi với người đàng hoàng á, đâu bị tai tiếng không? Tại vì em, đúng không? Tại vì sao? Tại vì sao? Em nghĩ là em ngon hả Vũ? Em nghĩ cái nhà của con Hằng á, nó tồn tại mãi không? Với cái tiền á, không biết cái tiền á, mà không biết tiền nó là từ đâu mà ra. Nè, anh Đồng nói rồi nghe. Cái nhà trên đường Center á, nhỏ xíu à. Mà hả, phải cầm mặt ít cái người ở trong đó và xe tiền nhà. Xe nhà luôn, mới đủ tiền nhà. Vậy có mấy năm mà khô vịt thôi à. Vậy mà từ cái nghèo đó nó đi lên giàu thì tiền nó ở đâu vậy? Bên Mỹ này á nha, làm YouTube cũng không đến nổi giàu như vậy đâu. Vậy nếu mà YouTube á, thì quay mấy người hả, là vô gia cư thì bây giờ đi. Tiền nó ở đó là phải chia cho người vô gia cư. Cái tại mình quay người ta, mình nít bên này mà. You quay người ta. You make money, you better pay for them. Cái ô nghèo nàn, trong đó có Alex, trong đó có Quyền. Những cái khúc mà em quay á hả, là cái đó lên lên. Thì em tự đi, em coi thấy em ngon mà. Em ngon mà. Em phải cần họ á, nó mới lên view đúng không? Thì em ngon thì em lấy xuống đi. Em mới ngon chứ. You make money on your own, don't make money on somebody else. That's not right, you know that, right? Bây giờ đi. Chị Jenny nói rằng là mình phải kiếm ra tiền, tự mình kiếm ra tiền, chứ đâu phải là mình kiếm tiền dựa hơi vào những cái anh vô gia cư các bạn. Nếu mình có kiếm ra tiền từ những cái anh vô gia cư đó thì mình phải chia bớt tiền cho người ta. Đó là chủ yếu chị Jenny nói vậy đó. Tiếng Anh không? Nói cả đống luôn mà biết nghe tiếng Anh không? Qua bên Mỹ có học tiếng Anh không? Hả? Có học tiếng Anh không? Hay là học mà cái suốt ngày là đi học chửi. Cái miệng tiếng Anh. Mấy người trên đây mình chia sẻ bạn, kiểu hát á. Hầu hết là những người này tiếng Anh không có giỏi. Coi như là tệ lắm là cái Phượng Cali á, không biết tiếng Anh luôn các bạn. Phượng Cali á, không biết tiếng Anh á, Hằng thì biết chút chút.
Hạnh thì mình không biết, tại Hạnh như mới qua đây thôi. Hạnh là một người đàn bà cũng đang cặp kè với lại một ông Việt Kiều cũng lớn tuổi rồi, đang cặp kè đó, không biết lập gia đình hay chưa. Ông này lớn hơn Hạnh Kali này cũng ít nhất khoảng 20 tuổi rồi, không biết có hạnh phúc hay không. Rồi Hưng nè, Gia Hưng nè, Gia Hưng mà không biết tiếng Anh, tiếng Lý như sao nha. Còn Hương nè, mình không biết Helen nè, Helen Phạm nè, Hoa hậu Phi Tạ nè. Mấy người này thì cũng biết tiếng Anh nhưng mà không có nhiều gì mấy. Ở Mỹ lâu rồi mà toàn là muốn kiếm tiền dễ, kiếm tiền nhanh, là vô cái quay những anh vô gia cư kiếm tiền rất là nhanh, lẹ nữa, không cần phải đi làm việc trong hãng xưởng. Các bạn biết không, cách đây khoảng vài tháng Hằng Kali dẫn Phi Vũ lên chỗ Blue Ocean các bạn để thu âm nhạc á. Đó là cái chỗ mà chị Jenny muốn nói ở đây các bạn. Cô hai gặp Diễm Huỳnh quay phim, cô hai gặp ca sĩ Đăng Vũ luôn. Những cái người đó làm sao cô hai có mặt ở đó luôn á. Tại sao kỳ này anh Phi Vũ đi lên hát lại không có một cái gì dính tên cô hai vô dự. Cô hai là người ơn mà, Dưỡng Hai là người ơn mà sao không có. Nói rồi mà Phi Vũ lắng tai nghe nha. Em là người mời chị hai nên làm cái chương trình MC ở dưới Los nói tiếng Anh ha, cho cái chương trình của anh Kim Tùng nè, phút cuối á. Em nhớ anh Kim Tùng làm cái gì không? Bơm tiền chị hai trả cho ban nhạc. Giờ này anh Kim Tùng còn chưa trả lại tiền cho chị nữa đó. Wow. Em là người giới thiệu chị hai làm cho anh Kim Tùng. Rốt cuộc á hả, mang râu rồi là đội mũ đi xuống lớp làm việc có anh hai luôn. Chị hai nên lên nắm chương trình. Rốt cuộc tiền thì chưa có trả lại cho chị mà anh. Chị Jenny, bầu show Jenny á, có lòng hảo tâm các bạn, giúp người mà người ta không có biết ơn, quỵt tiền luôn các bạn.
Ý chỉ nói rằng là Phi Vũ coi như giống như là ăn cháo đá bát á. Cái lại anh gì mượn tiền gì đó, trả tiền giùm trước giùm á, cũng chưa trả tiền nữa. Là anh Kim Tùng còn thiếu tiền lại là của chị luôn. Kim Tùng. Chị em ơi, người giới thiệu. Quá nhiều. Rồi tiền thuê nhà cô Bình bao nhiêu năm. Con là nếu mà cô hai kể ra nơi đây á, đủ thứ không luôn. Biết bao giờ mới kể hết. Nè, còn thêm một thứ nữa quý vị muốn nghe không? Phi Vũ á, nó chở em nó á đi sửa rất đẹp. Mà nó lúc nào á con là cũng đi chữa sửa rất đẹp là chữa là coi như là sửa ban đêm á, đi chạy xe. Thì xong mà nó buồn ngủ á, cái nó chạy cà quạng quý vị nghe nha. Xong rồi thằng nhỏ ăn tiết kịch. Thằng nhỏ ăn tiết kịch về nhà mấy trăm đồng luôn á quý vị ơi, mấy trăm đồng luôn á. Biết sao không? Phi Vũ á năn nỉ chị là chị trên này rồi, chị là chị trả giùm em tiền đi chứ không á hả em bị mất bằng lái. Trên này sợ nó mất cái bằng lái tội nghiệp đó. Tại vì mình trả cái tiết kịch mà mình không trả ra bên Mỹ mà mình không trả nó bao nhiêu cái ngày lại mất luôn. Mà Phi Vũ chị tôi là có hai trả tiết kịch mấy lần luôn, đi đến phút cuối nữa Phi Vũ bị tiết kịch nữa, không còn ở cái nhà đó nữa. Rốt cuộc á hả coi như là cái tiết kịch nó bị lộn xộn luôn. Mấy lần trước là con khai trả tiền luôn, tiết kịch một lần mà trả tiết kịch là bị phạt á hả. Trời ơi mấy trăm đồng luôn á quý vị ơi, mấy trăm đồng á tiền tiết kịch luôn á, chứ không phải ít đâu. Nói ra thì mình nói cho hết, chứ mọi mình nói không thì những người nào không có tư cách á, chưa có ra tiền á, đừng ra đó mà nói nhiều như vậy. Nó không tốt đâu nha. Con muốn mình hỏi mình làm sao á, cho nó nói mình nói cho nó đúng á, mình đừng có nói không như vậy. Chừng là cái người nào gia đình của người ta có công sức á, người ta mới có tiếng nói. Tại sao ở bên Mỹ nó có câu money talk, you know that, money talk là tiền nói, không có money đừng nói. Money talk ở xứ nào cũng vậy hết, người ta ra tiền rồi người ta trả cái đó, người ta ra mà người ta làm đàng hoàng, người ta có chứng minh. Bây giờ hả bên kia ngon đi, có ngon đi thì trả tiền đi, thì nói đi, còn không có trả tiền đừng nói. Đừng có đưa người tùm lum ra ra mệt lắm luôn á. Bây giờ con muốn hỏi cô hai cái vấn đề bây giờ là cô hai giúp Phi Vũ là tổng cộng là 13 năm, nhưng mà trong cái 13 năm đó là gồm cái tiền thuê nhà bao nhiêu và cái tiền phòng thâu bao nhiêu, cô hai là tất cả những tiền bao nhiêu cô hai nói luôn đi. Nếu mà nói ra là mọi người nghe nha. Mọi người cùng nghe nè. Cô hai với Diệp Lê gia đình rất là thương em Phi Vũ. Phải nói là thương á, nếu không thương thì không giúp được đâu. Thì cuộc sống của em Phi Vũ á là nó không có cơ, nó như như là khi nó gặp những khó khăn mà làm được cái gì thì mình là trả tiền nhà, mà phải hiểu cái người đứng ra. Biết là cái Phi Vũ thì vậy mà có hai những sản phẩm đóng tiền là con nghĩ có ai những ta làm được như thế nào? Là một người hả? Một người không phải dùng cái tâm của mình mà nhỏ mọn như vậy đâu. Tuy nhiên là sao? Lo cho chú Phi Vũ từng ly từng tí không có thể làm vậy. Con hai đâu có nói, ô em thương cho chị đâu, chừng nào con hai năn nỉ cái đã chết, chừng nào con hai không có năn nỉ tại sao phải đưa cho con hai cái thứ đó làm cái gì. Con hai không thích cái loại đó, con không biết con hai không thích thì đưa con hai làm cái gì mà để cho con hai lỡ đụng như thôi mà cái lượt mà con hai phải đi nhập viện là cái điều này con hai thắc mắc, con hai rất là thắc mắc. À, sao mà con chửi người ta ngu là sao rồi, mình cho người ta uống thì khi người ta gặp chuyện 15 phút là chửi con hai, chửi xong rồi đã rồi hả, là chửi con hai xong rồi hả, chưa đâu nhắn tin một trang luôn là cô hai không có phải là cái loại người mà cho mọi người hả xem thường cô hai, là cô hai là cái miếng dẻ để mình làm cho họ đạp lên. Cô hai giữ lại không phải loại đó đâu. Thưa các bạn, cái phần mà mướn tiền nhà ở bạn, cái đầu video á mình có nghe được là 19.400 đô bạn tổng cộng á, thì chị Trang này cũng có biên lai like, có đầy đủ hết trơn luôn. Rồi cái tiền mà mướn hai cái kho đó như là mấy trăm đồng tháng, như là 400 500 đồng tháng gì á, mình không nhớ rõ. Đó là hai kho nha bạn. Đó thì theo đây là sau đây là cái phần mà chị Trang thì nói về vấn đề cái cây bạc hà trên núi á, thì bức xúc về vấn đề này nữa. Nha, đừng có làm như vậy.
đó kìa. Mẹ mình ở Việt Nam bệnh người ta còn gửi tiền người ta cho nó kìa. Mình không biết mang ơn người ta, mình lên trên đó mình ong ống cái miệng mình chửi người ta. Nói cho mà nghe nè, còn có giỏi, bây giờ có giỏi, có bản lĩnh, có nhiều tiền quá, ngon lành quá, thì bây giờ á, lo thay mặt anh mình á, còn không kêu anh mình trường cái mặt ra gặp cô Jenny, không cần gặp luôn, gọi cô Jenny nói chuyện. Bây giờ nói chuyện giải quyết tiền bạc với cô Jenny sao, giải quyết trả cho người ta cho rồi. Tại vì mình là người thiếu tiền người ta, đúng ra người ta cho mình người ta không đòi đó, nhưng mà tại mình sống không có đúng nên người ta mới đòi. Chứ những cái tiền đó đối với người ta không có là cái gì đâu. Cô Jenny cho ai chưa bao giờ cổ lấy lại, cổ cho tôi nè, chưa bao giờ cổ lấy lại, cũng chưa bao giờ cổ hỏi ở cái tiền đó làm sao con phải trả cho cô, chưa bao giờ. Tại tôi sống mà không có sai nên không bao giờ cổ đòi lại. Còn như anh đi, anh cho người ta uống bạc Hà Nội mà khi người ta gặp chuyện không hỏi thăm người ta một tiếng, còn chửi người ta hả là hả ngu này kia. Đối với người ta là một người lớn, mình là một người em, mình chửi người ta ngu, người ta bức xúc không? Đúng rồi. Người ta bất, khi mà ta bức xúc người ta nói mình còn chửi ngược lại người ta nữa. Rồi hỏi thử, hỏi mọi người, cái những người như vậy có đáng để bị đòi tiền lại không? Sống quá mất dạy kiểu đó. Thì đó, cô Hai nói nè, cái gì cô Hai? Bởi vì cho nên bây giờ cô Hai muốn mượn cái cộng đồng mạng này. Bây giờ video á, bắt đầu quay sư phụ á, là từ tháng 8. Nha, đếm, con vô trong đó, con đếm tất cả bao nhiêu cái video cho cô Hai. Đếm hết cho cô Hai. Cô Hai coi. Là cô Hai coi xong rồi, nếu mà Hằng không làm, cô Hai sẽ khiếu nại lại lên cái tòa. Ok, nói cho mọi người nghe luôn. Phi Vũ thiếu cái gì, là cho cô Hai đi uống là bạc Hà uống như thế nào. Nếu Phi Vũ không bước ra đi, rồi sẽ tất cả là cái cảm nha, ok. Người ta kiện nói cho đi tù bây giờ. Nè, tù cho mỏ. Nó chẳng là có ngày giờ nghe chưa, mà trong đây có bàn tay của Hằng dính vô trong đây nghe chưa. Chửi chị ha, cho chị uống đi vô bệnh viện rồi em không bước ra đi. Mấy cái video của em bao nhiêu? Bước ra, em thiếu tiền try support nghe chưa? Bước ra đi. Thưa các bạn, đây là cái chuyện rất là quan trọng. Đây là cái hệ lụy các bạn. Khi mà bạn làm một cái việc gì mà không có tốt á, và mình quá phản cảm đi, mình cái người mà mình biết ơn, mình không biết ơn, mình đi phản biện lại, mình chửi người ta, bây giờ người ta xu ngược lại mình. Thì cái việc mà mấy cái video mà Hằng HCL quay á, có bằng chứng hết, cô ta đã nói gì, Hằng Kali đã nói gì trên cái những video đó. Thì bây giờ chị Jenny đó lấy những cái video đó là cái bằng chứng để thua ngược lại Phi Vũ. Và không những là Phi Vũ không, mà Hằng Kali luôn đó. Tại vì Hằng Kali, Phi Vũ là hai người có quan hệ mật thiết với nhau đó. Thì coi như là đồng phạm luôn các bạn. Bởi vậy mình mới nói là mình làm gì mình phải xem trước xem sau đó, mình làm việc đó có đúng hay không. Và từ khi mà Phi Vũ quen là Hằng Kali hồi tháng 7 á, thì tháng 8 là bắt đầu Phi Vũ đổi ý không? Cái sự hành xử của Phi Vũ đối lại chị Jenny nó khác thay đổi rất là nhiều, mà chị ta rất là bức xúc, cho nên chị ta mới lên đây phản biện, gọi là tức nước vỡ bờ các bạn đó. Xin mời các bạn xem tiếp. Hằng Kali giàu quá, nếu giàu thì làm ơn làm phước tất cả những cái người mà quay video họ coi như là còn vô gia cư á, delete hết đi nhá. Trong đó có Phi Vũ chứ cũng cả ngàn cái trong đó rồi, làm ơn làm phước chia tiền ra, ok. quay video nhiều quá thì trả tiền cho Phi Vũ này, để Phi Vũ trả tiền cho cô Hai. Tiền ra mà trả nghe chưa, chứ không phải mà đô hả? Có người là người ta nuôi con gà đó, muốn nghe không? Người ta nuôi con gà, người ta không phải để con gà nó đẻ cái trứng cho người ta ha, đúng không? Đó là luật. Người là người ta nuôi con bò á, ha, là cũng phải để cho, một là con bò nó đi cày, hai là con bò nó phải coi như làm sao. Đằng này á, anh chị nuôi, gia đình nuôi, chưa có một gì á, cu mang lên rồi này, tự nhiên không có người nhảy vô cái hốt á. Nghĩ coi bây giờ có gì vô, bây giờ bé Quyền á, bây giờ con nuôi con chó của con trong nhà đi đúng không? Con thương mến con chó, tự nhiên cái người hàng xóm đi qua lấy con chó, con có buồn không? Con chó của con đó, con có buồn không? Con nuôi từ nhỏ tới lớn luôn á, tự nhiên á, cái người hàng xóm mới lấy con chó của con buồn không? Đặt mình. Chủ yếu cô ta nói rằng là chị Jenny nuôi Phi Vũ mười mấy năm, tự dưng cái hát sen lợi nhảy vô chụp Phi Vũ lấy luôn và chửi lại cái người bên kia luôn. Bức xúc.
bao trường hợp đó đi. Rồi hiểu. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hiểu đi, mình nuôi con gà phải để trứng, mình nuôi con bò thì con bò phải đi cày, nuôi con trâu phải đi cày. Thì mình giúp bằng con người thì dĩ nhiên con người hứa gì vậy phải làm chứ, tự nhiên như không có thằng cái đi đâu nhảy vô vậy. Nếu mà thằng cái đi nhảy vô thì làm ơn làm phước. Quay phi vũ như là bây giờ con nó phi vũ làm ơn. Phi vũ đó nói rõ cho mọi người biết, phi vũ không nhận được tiền. Tại vì sao phi vũ dính vô tiền chơi sập bò, làm sao mà nhận được tiền được? Bên Mỹ hả, muốn nhận được tiền phải có số an sinh xã hội. Số an sinh xã hội của phi vũ á, bây giờ đi dính tiền của chơi support thì bây giờ phi vũ đứng ra đi, đúng không? Phi vũ đứng ra đi. Wow. Hằng lấy tiền phi vũ làm cái gì? Cái tiền này là chúng ta là phải trả cho anh chị. Phi vũ quay mới trả cho anh chị. Rồi 13 năm nay nè. Rồi có những phi vũ dính về cái vụ chơi support các bạn. Chơi support chết cha chưa. Thì tiền làm ra phải trả tiền cho chai support, mà hiện giờ ai giúp đỡ con phi vũ là chính anh chị Jenny. Phi vũ phải trả đó, vẫn chơi đâu. Người nói là có cái tiền storage cũng là 17,000 cái má rồi. Mười mấy ngàn chính là hai cái storage, một cái storage bên kia là trả rồi, nhưng mà cái tiền bill vẫn còn, rồi cái tiền storage trên kia xây tất cả những cái tiền này. Bước ra đi em. Dạ. Đi, nhà kho có những người nói là cô hai ghen. Đóng ăn quan nghe chưa? Cô hai ơi. Rồi có những người không biết nhục nói là cô hai ghen với thằng Gali. Ủa cô hai mất mớ với ghen thằng Gali. Những cái người mà hay nói ghen canh tị các bạn. Mình cũng bị người ta nói khi mà Chi Lê nói về vấn đề những người quay video bất hợp pháp á, họ nói rằng là Chi Lê ganh tị mới nói vậy. Trời ơi, có ganh tị, mình thấy người đó làm sai mình có quyền lên tiếng chứ. Đây là cộng đồng mạng mà các bạn, mình làm video mình nói về vấn đề people and blogger thì mình nói về con người thì mình có quyền lên mình phản biện. Nếu mình là anh làm sao mình có quyền lên bình luận và phản biện chứ. Nhưng dám nói mình là ganh tị y chang như nói chị Jenny là ganh tị nè, y chang à. Những người đó là cái fan u mê á, của cái nhóm quay video kinh doanh từ thiện các bạn. Nè, nghe cái gì nè, 13 năm trước thằng ở đâu vậy? Thằng còn ở Việt Nam, có con có ba Việt Nam á thằng ơi. Làm ơn làm phước, em còn nhỏ quá. Ha, 13 năm trước em còn làm gì, em làm nghề gì thì tự em biết đó đúng không? Làm nghề mắt nè, em nói em ngon á, em nói em ngon nó nổi. Mà em nói em ngon sao? Mà con là bây giờ cô hai hỏi nè, ông đo nó ông làm có vợ đúng không? Tại sao em ngon đến nỗi mà em làm sao mà phá gia can là của người ta để cho là cái vợ của anh Don nó phải uống thuốc tự tử nè. Wow. Em nghĩ coi, em thấy em thất đức chưa? Người ta có vợ đó, uống thuốc tự tử các bạn. Em để cho vợ của người ta ông Don uống thuốc tự tử. Em nghĩ em coi, em sống làm sao em yên được? Em ở Việt Nam làm có con em mà sao em lôi con em đi qua mình Mỹ đi hả? Em lôi đâu có được đâu, tại vì nó trên 18 tuổi rồi đúng không? Chị nói cho em nghe. 13 năm trước em ở đâu? Hả? 13 năm trước em ở đâu? 13 năm trước trên này ở đây. 13 năm trước ở đây cho Ly làm nghề xúc bình xăng. Nói nghe. Chắc là thằng Cali qua bên Mỹ này chắc khoảng 13 năm về trước các bạn. À, nghe chị Trinh Đi nói vậy đó. Thì con riêng của thằng Cali đem qua đây đâu được, tại có con rồi. Rồi qua bên đây là đi với theo chồng. Đúng rồi. Rồi nghe nói là cái người khác xem lời đó làm xúc bình xăng, tức là bình xăng con các bạn. Xúc bình xăng con. Những anh Việt Kiều về Việt Nam chơi đó nói rằng mình có chia sẻ một cái video trước đó, có một số anh Việt Kiều lớn tuổi cứ nói rằng là tôi già rồi, tôi về Việt Nam làm ba chuyện đó làm gì. Rồi nói mình anh làm không được thì người ta sẽ làm, tại vì cái đó là cái nghề của người ta, người ta làm miễn sao làm cho có ra người ta mới có tiền, nó gọi là xúc bình xăng con. Cái 13 năm trước em ở đâu? Em còn ở Việt Nam đúng không? 13 năm trước là cô Diệu Minh đã em cho bạn xem lại cái phần này. Hát chương trình từ thiện cho gia đình bà. Em nói em ngon sao? Mà con là bây giờ cô hai hỏi nè. Ông đo nó ông làm có vợ đúng không? Tại sao em ngon đến nỗi mà em là
cho là cái vợ của anh Don phải uống thuốc tự tử. Nè em nghĩ coi, em thấy em thất đức chưa? Người ta có vợ đó, em để cho vợ của người ta uống thuốc tự tử. Em nghĩ em coi, em sống làm sao em yên được? Em bên Việt Nam làm có con em mà, sao em nuôi con em đi qua mình Mỹ đi hả? Em nuôi đâu có được đâu, tại vì nó trên 18 tuổi rồi đúng không? Còn nói của nghe, Cali 13 năm trước em ở đâu? Trên 18 tuổi qua Mỹ được các bạn. 13 năm trước trên này ở đây. 13 năm trước ở đây Cali làm nghề xúc bình xăng. Nói nghe, em còn ở Việt Nam đúng không? 13 năm trước là cô Diệu Minh đã giới thiệu em phi vụ hát chương trình từ thiện cho gia đình anh chị rồi. Em ở đâu? Thì tại sao bây giờ em ở đâu mà em nhảy vô bụi vậy? Nếu em nhảy vô thì em trả tiền. Phi vụ nó nhận không được em phải trả tiền nghe chưa? Ở Mỹ này có luật. Không có phải là người ta năm trước nuôi, con, hát nuôi là con của người ta xúc bình họ xăng con. Người ta nuôi lớn, ít trăm mai mốt con người ta phải đi làm, nuôi người ta trở lại. Kim Cương nói vậy các bạn, xúc bình xăng. Đâu có cái vụ mà tự nhiên người ta nuôi xong đã đời, nuôi con gà phải đẻ trứng chứ, đúng không? Nuôi con bò phải làm lại chứ, tự nhiên không ấy. Gia đình của chị là chị hai trên này lo sao mới tự nhiên bị bắt đi. Vô duyên ơi là vô duyên, không có luật đó nha em. Nếu em muốn thì bây giờ em trả tiền đi, quay phi bủ mà. Nè, chị nói rồi đó nha. Chị nói rồi, mình vũ lắm ta mà mở tóc ra nha 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 em. Quay em bao nhiêu chị lên khiếu nại đó. Wow. Khiếu nại luôn cả ông tòa luôn. Wow. Nói em biết. Thằng Cali làm lúc này làm việc nhẹ lương cao lắm. Có như là cầm cái điện thoại đi quay vòng. Cái người vô gia cư nhiêu cái được nhiêu tiền. Cái đầu gom giữ tiền của người ta. Cái người ta đầu tiền. Con chưa? Rồi đã vậy sao nữa nè, lấy ba cái phút trơn, cái gì, nè, mình ngon á, thì mình lấy tiền của mình á, tiền túi mình á, làm gì mà phải lấy tiền hả, của mấy cái anh mà vô gia tương ta đã nghèo rồi, hả, còn lấy tiền, cái tiền này tiền là từ phí thực phẩm nên làm chi vậy, lấy tiền phí thực phẩm để làm chi, mình ăn làm cái gì, mình ngon thì mình lấy tiền túi của mình ra đó, mình ăn, mình mới ăn, mình ngon, còn cái phí thực phẩm đó là của gì, là của chính phủ, mà của chính phủ là ai, là của những người đi làm là như chị nè. Trả tiền nè, em có hiểu chưa? Nhưng mà không biết có sao ghê chưa? Phải đi làm, phải trả thuế. Cô hai, chị Hằng Cali á, cho em hỏi chị nè. Chị làm từ thiện bao nhiêu lâu nay rồi chị lên lấy tiền của chị có sao ghê chưa? Đúng rồi, phải trả ghê nha chứ. Với một phần nữa, em ở bên Mỹ em làm nó phải có cái license á. Coi như là charity nha em. Phải có cái số để mà khấu trừ thuế nha em. Chứ không phải em làm từ thiện là em lên á. Rồi em nhận gieo đi vô ngân hàng của em đâu nha chứ. Không phải là người ta ngu đâu. Cô Trang Lê hỏi xúc bình xăng là nghề gì vậy Kim Cương? Thì là nghề xúc bình xăng đó cô Trang Lê. Nghề mà xúc bình xăng ở dưới gầm cầu Bùi Chữ Y á. Xuống dưới gầm cầu Chữ Y xúc bình xăng ở dưới đó tối hay xúc bình xăng á. Nghề mà lúc mà 11, 12 giờ đêm là giờ của xúc bình xăng đó. Có con gái Úc của chị á, mà coi như là fiancé của nó về. Là bà đi hỏi đi. Rồi nó bây giờ xúc bình xăng ở dưới gầm cầu Bùi Chữ Y. Xúc bình xăng con các bạn. Đó là một cái video Chị Lê đã có chia sẻ cách đây cũng khoảng gần năm các bạn. Ở cái gì như là tháng 4 năm ngoái đó. Mấy anh vô gia cư, mấy anh Việt Kiều á, về Việt Nam sống á, đi xúc bình xăng con. Xuống dưới gặp rồi chứ đi xúc bình xăng ở dưới đó tối hay xúc bình xăng á. Nghe mà lúc mà 11, 12 giờ đêm là giờ của xúc bình xăng đó. Thấy không? Đó rồi, hả rồi. Đây Kim Cương nó nói cho mà nghe. Còn cái nó nói bây giờ Trang là em không tin em hỏi là bé Kim Cương có gặp chị trên này bao giờ là bên ngoài chưa? Là bên đây hỏi đi. Chưa, bé Kim Cương chưa gặp chị ở bên ngoài nhưng mà bé Kim Cương là từ thiện. Coi là cái đứa con gái Úc của chị á. Mà coi như là fiancé của nó về Việt Nam với má của là... Ê, mình trôi qua cái này mà. You don't know me. You underestimate me. Muốn dịch tiếng Việt Nam nói cho nghe. Em không biết gì về chị nên em khinh thường chị phải không? Không á hả? Chị trên này á sẽ đi lên tòa. Nói thẳng luôn là họ nói ra đi. Quay họ thì phải trả tiền cho họ. Nha. Yeah. Pay them. You gotta pay them. You cannot just take them. Nothing for free, honey. Quay phi vũ hả? Cũng được. Trả tiền đi cưng. Không á hả? Chị trên này á, sẽ đi lên tòa. Nói thẳng luôn là tưởng chị không sợ hả? Chị sợ hả? Xin lỗi nha.
You don't know who I am, huh? Now you should know who I am. You underestimate me. You don't know me. You underestimate me. Muốn muốn là muốn dịch tiếng Việt Nam nói cho nghe. Em không biết gì về chị nên em khinh thường chị phải không? Em lầm rồi đó cưng. Nói em nghe. Em lầm rồi đó cưng. Ở bên Mỹ nó có luật. Không phải muốn vu khống hay là vu khống hay chưa? Nói cho nghe. Em dù sao đây nó cũng nhận tiền của Phi Vũ thì nhận tiền Phi Vũ thì phải trả tiền lại. Phi Vũ đang thiếu tiền cho ai support. Đúng rồi, trả tiền cho người ta đi, trả tiền là giải quyết vấn đề. Trả Thôi tiền. Trời ơi, miễn sao vậy? Từ nhà chạy đi lên. Họ nói rằng là họ underestimate chị Jenny. Là kinh coi thường họ, chị Jenny không có khả năng làm chuyện pháp lý tại Hoa Kỳ các bạn. Mà hình như là chị Jenny sẽ làm đó. Nếu mà cái vụ này mà không xong á, là Phi Vũ mà không có đi với lại, không nói chuyện với lại chị Jenny á, là chị Jenny sẽ ra thưa kiện về pháp lý tại Hoa Kỳ luôn đó. Không giỡn chơi đâu, chị Jenny có tiền các bạn. Anh chị Jenny có tiền á, là bầu xô nha các bạn. Đó. Nhà hàng cho đi có 10 phút thôi. Google Maps only 10 minutes. Ví dụ như bây giờ muốn người ta không nói thì trả tiền cho người ta đi là kết thúc cái đó. Wow. Cái đô bà rồ nè, cái nhà đó thử đi nó ngon thôi đi, cho mấy người vô nhà cô đừng có ở đó nữa, đừng có ai ở đó nữa, thử nó trả tiền nhà nổi hay không, biết liền. Lấy tất cả những cái mà video xuống đi, nó mà trả được cái con hai cùi, móng tay cùi cái gì, con hai cũng sẵn cùi luôn á, nói thẳng cho biết. Nè, property tax nhiều lắm đó cưng ơi, cưng ở cái khu đó hả, nói em nghe. Property tax. Cái khu của em ở là cái khu đó, là khẩu địa của gia đình của chị nhiều lắm. Luôn wow. Cái một người bạn học của chị nằm ở trên đường đó luôn nha cưng. Nói cho em nghe. Cô hai nói vậy sao được? Cô hai nói là người ta lấy video xuống rồi lấy gì người ta giếm được tiền. Người ta nhờ cái đó người ta sống mà cô hai. Người ta nhờ cái đó người ta ăn chặn ăn chọt mà. Người ta nhờ video đó người ta ăn chặn ăn chọt người ta kiếm tiền mà. Lấy xuống rồi sao ta sống. Em ơi con à con. Cô hai nói con rồi. Thấy gì á, cái đồng tiền không có trong sạch á, trước sau gì nó cũng phải đi trả về cho chính nghĩa. Không. Đúng rồi. Cô hai nói cái câu này cô hai nói rất là rõ ràng. Đồng tiền á, nó phải sạch. Yeah. Đồng tiền không có trong sạch, nó sẽ có cánh nó bay. Cô hai nói câu hỏi, nói cái câu nói này rất là danh dự. Đồng tiền, mình phải làm cho thật là đúng. Nếu mình làm không đúng với đồng tiền nó sẽ có một ngày á, nó quay ngược lại, nó hại mình. Tại vì mình, chứ không phải là đồng tiền đâu. Đồng tiền rất là tốt, nhưng mà tại vì mình dùng tiền sai. Rồi mình tự mình lập mình trả tiền nhà được làm gì rồi mình mới hay chứ. Giờ tự nhiên mình cần một đám người vô ở rồi lấy cái số ăn xin là chào là sang vô khấu trừ. Chào bạn Khánh Nhi đâu. Nha. Chào Khánh Nhi nha. Hiện tại là mọi người đang xem chào của hai rất là nhiều. Khánh Nhi đang chào Kim Cương, chào cô hai. Rồi chú Andy cũng đang xem, cô Trang Lê thì vẫn đang xem luôn. Rồi cái cô tên là gì? Cái gì mà Candy Phạm gì đó cũng đang xem nè. Có người tên anh Trần cũng đang xem. Bây giờ nhiều người đang xem lắm. Ngon lắm. Hỏi nè, nè Tâm Ngộ nè, chị Thủy nè, má của bé gì, bé Hải My nè. Dạ. Chị Thủy cũng nói với con hai á là hai là Phi Vũ thiếu cái là coi như là má của Hải là Hải My một số tiền luôn đó. Má của ca sĩ là Hải My đó. Chết cha. Một số tiền luôn đó. Đừng có nói nghe chưa? Tại vì cô đó không có lên thôi, nhưng mà má của Hải My á là cũng là chú gia bên gia đình đâu, mấy ông kia cũng vậy, ông Bình nó là cũng vậy. Cái bữa đó là cô hai tới nhà rồi, ông Bình nó là con có thấy cô hai cầm nguyên một đống giấy tờ mà coi như là coi như cái cô hai trả cái cô hai cầm cho ông Bình đó. Tối đó là cô hai tức giận đó, 11 giờ đêm cô hai chạy tới nhà đó, biết sao không? Cô hai gọi cho Phi Vũ lắc lắc livestream đã rồi, nó bán hàng xong đã rồi luôn, là quý vị cũng nghe không? Cái cô hai gọi điện thoại cái đã tắt xong lại cái đó. À, bây giờ em phải đi dọn nhà cho hai mấy nó ủa. Giờ này mày em dọn nhà, ban sáng em dọn nhà, cho ban đêm dọn nhà làm cái gì? Cho ban đêm tao ngủ mà đi dọn nhà làm cái gì? Tại sao không sao? Tắt điện thoại hoài à? Ủa mình có cái gì mà mình tắt điện thoại luôn? Cô hai bực mình, cô hai chạy là chạy tới thẳng nhà của thằng Cali luôn. Cô hai cầm một đống tiền bill quá, thiếu nợ cái kho quá trời kho luôn. Cô hai cầm, cô hai đưa cho ông Bình. Bây giờ không tin hỏi ông Bình ra đây đứng đi. Hỏi ông Bình đi, mọi người hỏi ông Bình có phải tối đó cô hai cầm lại trước nhà hay không? Cũng là nó năn nỉ, em hiểu chưa? Vậy nên là 13 năm em mới dẫn nó đi về Việt Nam chưa?
năm cột đó nha. Nói chúng ta làm chứ chỉ là speaker của là convention và beauty. Coi lại mình đi, mình còn con mình đó, mình làm đúng á. Ông trời ông để cho con của mình nó làm ăn thành công, mà ông đúng á, ông lấy lại hết á. Nói cho nghe, chứ đừng có ở mà đừng ở đó mà tự mãn. Tự mãn cái gì? Mình có là cái gì đâu mà tự mãn với người ta. Ở cái xứ này là xứ văn minh, người ta giàu có, người ta giỏi dữ lắm. Mà những người mà càng giỏi bao nhiêu, càng giàu bao nhiêu, người ta rất là khiêm nhường. Mình không biết người ta giàu tới bực nào đâu, đến khi mình gặp người ta hết hồn luôn. Chú Chi Lê, nè. Chú Chi Lê đang xem, bữa nay nhiều người xem, bữa nay cô Hai. Chú Chi Lê đang xem, cô Trang Lê đang cô xem, chú Andy đang xem. Chú Chi Lê là cô Hai, mang ơn chú Chi Lê, mang ơn chú Andy, mang ơn cô Thủy California, mang ơn cô Trang và hả chú là Buddy, rất là mang ơn luôn, mọi người rất là dễ thương luôn. Cô Hai tuy có những cô Hai nhưng mà cô Hai để ý tất cả mọi người. Cô Hai nói cái này được tất cả để mọi người hiểu. Nếu như mình làm tốt, mình không cần phải khen tự mình đâu, tự đi cái tốt đó ra, mình không cần phải nói nhiều đâu. Mình ngon á, mình làm từ thiện á, là phải từ cái tâm của mình ra và từ cái lương phẩm của mình ra. Mình trích cái lương đó ra, mình cho người nghèo, mình mới đủ bản lĩnh. Mình phải trả tiền thuế đàng hoàng nghe chưa, nhớ là phải trả tiền thuế đàng hoàng nha, không được lấy bất cứ qua nha. Mình mới các bạn nó còn dài lắm, video này còn dài khoảng trên nửa tiếng nữa, nhưng mà chị Lê muốn tạm dừng cái phần audio đây. Các bạn nào muốn nghe hết á, các bạn hãy vào cái kênh của phòng trà Jenny Đinh. Đó là cái kênh ở Việt Nam, nhưng mà vì cái video này quá dài, mình cũng nghe hết rồi, mà cái phần sau á là nó cũng tương tự vậy thôi. Thì đó là cái video chị Lê muốn chia sẻ hôm nay, nhưng mà tiện đây chị Lê cũng muốn chia sẻ cái ý của chị Lê như vậy nè bạn. Chị Lê mong nếu mà Phi Vũ có nghe được cái video này thì Phi Vũ hãy làm ơn gọi điện thoại cho chị Jenny, phải đi với chị làm sao. Và cái tiền mà Phi Vũ đã thiếu nợ trong vòng mười mấy năm á, cho nên Phi Vũ hãy trả đi, không trả lại cho chị Jenny. Đó là cũng là đồng tiền mồ hôi nước mắt, đó là đồng tiền trong sạch. Chị Jenny không có quay phim, chị không phải là YouTuber, chỉ là một người khán giả để xem những cái kênh của YouTube thôi. Cho nên chị Jenny mượn qua cái kênh của Kim Cương để tỏ cái sự bức xúc của mình đối với Phi Vũ. Còn cái việc mà đầu tiên, cái phần đầu tiên đó mà chị Jenny nói về vấn đề Tony Nguyễn, anh cục điện channel đó, thì cái phần đó mình cũng chưa nghe qua, bữa nay mình tình cờ mình nghe được luôn. Thì Tony Nguyễn mình không biết nha bạn. Đó thì theo ý của chị Lê là Phi Vũ hãy nên gọi điện thoại cho chị Jenny, các cô phải có lời xin lỗi với chị như sao. Còn mấy là Phi Vũ phải trả lời số tiền rất là nhiều trong vòng mười mấy năm đã giúp đỡ cho Phi Vũ và con trai của Phi Vũ hiện giờ đang sống ở bên Sacramento, vậy ở bên California các bạn. Phải trả tiền chai support luôn. Nếu mà không khéo thì Phi Vũ phải chịu cái ảnh hưởng của sự tố tụng của chị Jenny về pháp lý tại Hoa Kỳ. Đó là cái lời khuyên nhủ của chị Lê. Các bạn, đó là sự chia sẻ của chị Lê bữa nay. Chị Lê xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và xin chúc sức khỏe đến chị Jenny và em Kim Cương. Một ngày vui vẻ và tốt lành, và chúc mọi người một năm mới an khang và thịnh vượng. Bye bye, xin hẹn gặp lại.